Ngày 27 tháng 7, chúng tôi theo dòng người lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế trên đường từ phía Nam về quê tránh dịch. Lúc 12 giờ trưa, dù giữa cái nắng thiêu đốt và gió rất rạc, những chiếc xe máy vẫn nối đuôi nhau chạy vội vã qua đường tránh thuộc địa phận Đà Nẵng. Hàng ngàn người lao động nghèo từ các tỉnh đang kết thành dòng người đi bằng xe máy tìm đường về quê khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam ảnh hưởng nặng nề bởi đợt dịch thứ 4. Trên mỗi chiếc xe cũ kỹ là cả gia đình gồm vợ chồng, con nhỏ và những bao tải đựng chăn chiếu, bánh mì, nước uống được buộc lụm tụm và neo sau yên xe. Những ánh mắt đỏ ngầu như có máu trong khóe mắt, những mái tóc xơ cứng, rối mù vì nhiều giờ lao giữa quốc lộ, hành trình của những người thôn quê hằn hiện sự lo toan. Hình ảnh gây âu lo nhất về nguy cơ lây lan dịch bệnh là tại trạm trung chuyển xe cộ qua hầm đường bộ Hải Vân ở thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn bộ người về quê khi đi qua đèo Hải Vân bị chặn lại, buộc phải vào điểm tập kết để tổ chức khai báo y tế, chờ gọi tên để xếp lên xe ô tô trung chuyển qua địa phận Huế. Những người có hộ khẩu tại Huế sẽ được đưa về các địa điểm cách ly tập trung. Bất chấp nóng bức, mặc tiếng gọi yêu cầu giãn cách hàng cả cổ từ chiếc loa cầm tay liên tục dội lên từ cán bộ công an, những con người sau hàng chục giờ chạy xe máy xuyên ngày đêm nằm bệt ra sàn đất, tìm chỗ trống để nghỉ ngơi. Tình cảnh căng thẳng, vạ vật và quá tải diễn ra từ sáng tới tối. Người đi đường mệt mỏi, đội ngũ làm nhiệm vụ cũng mệt nhoài.